Galicia nha em nhé. Này, quả màu đen luôn, ruột màu rất là đặc biệt đấy. Này, ôi ngọt lắm luôn ạ. Wow. Wow, ngọt quá. Dầu chín. Cái dầu này em ăn mấy lượt rồi nhá. Hôm nay nó chín nhiều quá nên em quay cho mọi người xem. Strawberry cho mình này, cho sao màu nó đẹp thế nhỉ? Cho ăn mật này, mình sẽ ăn thử một miếng nhé. Không nghĩ là nó lại màu nó đẹp như này. Wow. Trời ơi, ngọt lắm luôn đấy. Ôi trời ơi. Chẳng có nhẽ lại thử test mọi người xem cái độ ngọt nó bao nhiêu, nó ngọt thế nhỉ. Strawberry nhá. Để em lấy máy test đi. Mà không biết được là nó là bao nhiêu bao nhiêu độ đường nữa, em thử cho mọi người cùng xem nhá. Nếu thì em xúc một tí nhá. Đây nha. Ui, thật sự là nó đỏ lắm ấy. Sao ở trong mà nó cứ đục đục kiểu gì, ngoài thì đỏ hết mà. Đây. Thử cho mọi người xem là nó bao nhiêu nhá, bao nhiêu độ nhá. Wow, 22,7 nhá. Vô lý, nó ngọt lắm luôn ấy. Màu quả, phong quả này, này mật này, C D D R O nhá. Trời ơi, mình sẽ ăn thử luôn. Ôi, người ơi ngọt lắm. Wow, ngọt lắm luôn á. Trời ơi nè. Ui. Ui mặt này trời ơi. Ngọt cực luôn mọi người ơi. Đáng trồng lắm luôn nhá mọi người ơi. C D D R O nhá. Nào. Ngọt. Đỏ, mềm, thơm và ngọt. Những quả đủ chất dinh dưỡng, ăn cực kỳ là bao phê luôn mọi người nhá. Đủ chất dinh dưỡng cực bao phê luôn. Rất ngon rồi nhá. BFF nhà mình nhá các bạn nhá. À hôm nọ có chị comment bảo giống bẹt là bẹt đen nhà mình nhá, là giống BFF ấy nhưng mà không phải đâu mọi người nhá. BFF đây này. Quả nó bẹt. Đây, quả nó bẹt nhá. Đây mình hái quả chín này luôn. Quả nó bẹt thế nhưng mà cái cuống của nó lại dài mọi người nhá. Đây, quả chín này. Đây thì mình bọc luôn quả này vào, quả này sắp chín.
mình hái luôn quả này nhá. Chưa được chín mấy đâu, nhưng mà này, BFF này, cũng khá là to mọi người ơi, không phải bé đâu nhá. Em nắm tay này, nắm tay này, so với quả hồng xiêm nhá. Đây này mọi người này, nó còn to hơn cả hồng xiêm ấy. Đây mọi người này, mọi người có thể so sánh này, với quả hồng xiêm nó còn to hơn. Đấy, đúng ạ, cũng khá là to đấy. Đây, em nắm nhá. To nhá mọi người ơi, không hề bé tí nào đâu. Thì em sẽ thử ăn quả này luôn nhá. Đây là BFF này. Ngon. Chưa chín mấy đâu. Quá nhiều mà ngọt lắm. Ôi nhưng mà ngọt lắm mọi người ạ. Tôi chín mấy. Làm hai hôm nữa hái thì đẹp. Mình hôm nay hái sớm quá. Đây. Đây, mình lại thu hoạch cây bẹp cho mình nhé. Các bạn xem này. Đây. Mật các bạn thấy không? Đây. Mật nó giỏ này. Yêu vãi. Đây ạ. Trời ơi. Đây. Bẹp. Đây là đằng trước này. Ui. Các bạn thấy không này. Trời ơi đẹp lắm luôn ấy. Trời. Mê. Này. Nè. Nè. Nó bẹp dí luôn đấy các bạn ạ. Các bạn thấy không? Đây nhá. Này, mật này. Ui, phê vãi. Đây nhá, mình sẽ cắn thử một miếng luôn nhá. Đây, ngồi xuống đây ăn cho nó thoải mái. Đây ạ. Bẹt này, này, nứt này. Loại này may nhá, mình không thấy nó toác mồm đâu. Nó chỉ dặn dặn như này thôi. Dặn đẹp luôn đấy các bạn ạ. Thấy không, đây này. Đây ạ, thấy không. Đẹp lắm, đây mình sẽ ăn thử luôn nhá. Wow. Ngọt lắm. Trời ngon thế nhỉ. Này bạn ơi, nhìn thấy không. Ruột nó mỏng. Vỏ nó mỏng dính gì hết này. Đấy, toát ra luôn đấy này. Trời ơi. Mặt này. Ngon lắm. Ngọt mà nhiều nước lắm các bạn ạ. Đây, mình ăn nốt nhá. Ngon lắm. Đây còn quả nữa các bạn ơi. Đây nhé, quả xanh nhé các bạn nhé. Xanh nó cũng bẹt này. Các bạn thấy không? Đây mình hái nốt quả này nhá. Ăn luôn quả này tại chỗ luôn nữa này. Nhìn chưa? Ui, thôi. Trời ơi. Này, mọi người ơi, nhìn đi. Nó mỏng dã man luôn ấy. Này, mọi người thấy không? Này. Chưa đã sứt rồi còn đâu. Ơi. Đây, chờ mẹ tí, mẹ xong rồi mẹ ra đây. Đây này. Mình ăn luôn nhá, xem nó ngọt nhá. Trời ơi. Mọi người nhìn mặt không? Mặt này, trời ơi. Nhìn là thấy ngọt rồi ấy. Rồi, ngọt lắm. Trời ơi, ăn xong này. Nó dính cái vỏ ấy. Cái vỏ nó rất là nó mọc luôn các bạn nhé. Này. Mọi người ơi, có một hùng. Hôm nay là nó hùng xiêm nhá. Này. Chưa chín này. Hôm trước mình để lại ấy. Chưa chín nhá. Ôi chưa chín. Ôi còn này gần chín rồi.
gần chín các bạn ạ, chưa quả nào chín cả. Ô, có một quả chín mọi người ơi. Ô nè, chín mọi người ơi, người trời ơi, wow mọi người ơi, chín này trời ơi, chín trên cây luôn nhé. Mình đêm nay sẽ ăn thử. À, cái chậu hôm trước mọi người bảo là quay cho mọi người xem cái chậu cả trồng cây hồng xiêm nhà mình đây nhé, là chậu trắng này nhé mọi người nhé. Đây là chậu trắng này nhé. Chậu này là 200 lít đấy mọi người ạ. 200 lít nhé. Đây. Đấy. Thì hôm nay em sẽ ăn quả hồng xiêm này. Gì? Được chín trên cây luôn. Mình phải bọc vào các bạn nhé. Không bọc vào là không có ăn đâu. Đây. Trời ơi. Không biết ăn một tay có được không? Này mọi người ơi. Trời ơi. Này mọi người ơi. Mình bọc vào là có ăn ngay. Phải bọc vào mọi người ạ, không bọc vào là không có ăn đâu. Wow, ngon lắm mọi người. Trời ơi, ngọt dã man luôn á. Và như này mọi người ạ. Anh có một tay à? Có một tay qua cho mọi người. Ô, sao ngọt thế nhỉ? Thơ. Mọi người ơi, ngọt lắm luôn này. Ngon dễ sợ luôn á. Trời ơi. Wow. Ngọt dã man luôn. Ủa, ngọt quá. Ngọt thật luôn đấy. Chín này mọi người. Bắt đầu những quả chín đầu tiên nhá. Thì cái loại này đây, như chùm này là mình ăn gần hết rồi đấy ạ. Các bạn thấy không? Còn có hết 4 quả thôi. Và con chùm này mình chưa bật. Chùm này thì là cần cành đỡ. Tại vì là nó cao quá thì hôm nay mình sẽ ăn cho mọi người cùng thực thức. Nhìn nó vẫn chưa chín mấy các bạn ạ. Mình sẽ ăn quả này đầu tiên nhá. Lau qua thôi tại vì là nhà mình không phun phết gì nên nó sạch lắm. Ăn thử cho mọi người cùng xem. Cái loại này ăn rất là thơm mọi người ạ. Thơm lắm. Nó thơm nhiều lắm. Nó thơm khác Nova. Nova không thơm bằng loại này. Loại này mình thấy thơm hơn Nova. Ngọt lắm. Mọi người quả mọi người thấy không? Quả nhiều lắm luôn ạ, sai lắm. Năm nay mình trồng năm đầu tiên nhưng mà sang năm chắc là mình sẽ trồng thêm. Ừ.
Trong chậu này là chậu 70 lít mọi người nhé, hai cây. Ngọt lắm. Cái cây này là cái cây mà mình cắt từ cành ra mình dâm ấy. Nó sống mọi người nhé, nó cao rồi này. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người đi thu hoạch. Cùng mình đi thu hoạch cả đằng nào mình cũng có. Cái này là mình thu mình trồng trái cây chung đó. Đây mọi người ơi. Này. Mình sẽ ăn thêm con này xem nào, loại nào nó ngon hơn. Này. Cái này thì không biết là cà gì. Chua hơn cà kia bạn nhé. Kia xít ngọt hơn. Cái này chua. Cái nước nó chua. Cái hạt đó. Chua. Đây mình sẽ hái. Mình sẽ hái quả sung Mỹ nhà mình nhé. Có một quả duy nhất trên cây chín. Chắc rồi, cũng chưa chín lắm rồi mọi người ơi. Đây ạ. Chắc là cũng vẫn chưa chín mấy, tại vì là có nhựa nhiều quá này. Nếu mà là quả chín ngon ấy, là khi vặt là không có nhựa nào mọi người nhé, thì mới là chín ngon. Quả này là chưa chín. Mình sẽ ngồi để ăn và tí nữa là mình sẽ ăn vài quả quất. Quất ngọt này mình. Nó ngọt, quất ngọt ăn sướng lắm. Đây nhé mọi người. Ngon lắm. Quất ngọt nha, ăn ngọt lắm mọi người ơi. Trời ơi, ngon lắm mọi người. Ăn thì ăn quất ngọt, ăn quất ấy. Ai thích vị quất thì nên chồng em quất ngọt ăn ăn. Trời ơi, nó ngọt lắm luôn mọi người ơi. Thật sự luôn. Ưa như này nhá, mà nó ngọt, tại vì mình chưa bao giờ được để chín cả. Thích ăn ấy, thế ưa như này là mình đã sơ rồi, nghe ngon. Ưa như này đã ăn đã ngọt rồi, ăn trướng rồi, ngon, thơm lắm. Cái loại này nhá, cái lá nó không một vị quất tí nào đâu bạn nhá, cái lá không có một xíu vị quất nào, nhưng mà quả thì đặc vị xuất vị quất luôn. Ngọt lắm mọi người ơi. Thơm lắm. Ngon lắm. Để thơm chín chín tí. Chưa bao giờ được ăn quả chín nhưng mà ăn bao ngọt luôn. Xoài, cái xoài mới chín. Hoa hồng nhé. Trời ơi này, màu này.
Ngon chả là màu tím, hơi tím tím. Wow, rồi. UCR nhà mình lại chín này. Quả này là được ăn rồi. Được một lem rồi mọi người ơi, chín rồi. Này mọi người ơi. Quả này size này khá to nhé, mình cầm này. Wow, đây mọi người thấy không này. Ăn quả này nhá. Wow mọi người ơi. Chung màu lạ lắm luôn đấy. Mọi người ơi. Ngọt. Wow. Không có.